Mình nghĩ tuổi trẻ ai cũng nên sống hết mình, bởi vì thời gian qua đi bộn bề nhiều lần suy nghĩ, đời ngọt ngào thì đôi khi tình yêu nơi đâu vội vàng tìm hoài không thấu. Thôi dừng làm chi rồi lại đi, bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì, ngày tháng sao vội đi đôi khi không như ý. She was afraid to come out of the locker. She was as nervous as she could be. She was afraid to come out of the locker. She was afraid that somebody would see. 2, 3, 4, tell the people what you wore. It was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini that she wore for the first time today. An itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini, so in the locker she wanted to stay. I found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. I found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. I found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Một kỷ nguyên kinh doanh mới đã bắt đầu. Sức mạnh của BFC là bắt nguồn từ niềm tin của chúng tôi rằng chúng ta là gia đình, chúng ta là ông chủ. Kết nối thế giới với những giấc mơ. Ở đây chúng tôi không chỉ khởi nghiệp, cũng là đang dẫn đầu ngành. Chúng tôi cải cách và liên kết tích hợp đổi mới, tạo ra hệ sinh thái kinh doanh sôi động. Nó biến giấc mơ khởi nghiệp thành hiện thực tươi sáng. Các dự án sinh thái của chúng tôi trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ chăm sóc sức khỏe toàn diện đến nông nghiệp thông minh, từ dữ liệu IT trí tuệ nhân tạo đến ngành dịch vụ ăn uống. Kết hợp sự đổi mới xuyên suốt, trung tâm phục hồi nội tạng Wenda, trang trại sầu riêng Musang King, mọi liên kết đều thể hiện sức mạnh và quyết tâm của chúng tôi. BFC áp dụng quan điểm đổi mới, xây dựng biển quảng cáo điện tử, phân tích dữ liệu, MetaStat và các dự án khác, giúp doanh nghiệp bước vào thời đại thông minh. Chúng tôi làm việc chăm chỉ để mọi người có thể có sự nghiệp của riêng mình. Đây là tầm nhìn, nhiệm vụ của chúng tôi.
tạo ra 50 triệu doanh nhân, đốt cháy vô số giấc mơ, tạo ra một thế giới BFC độc đáo. Giấc mơ lớn của BFC là tương lai tươi sáng. Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục không ngừng mở rộng số lượng doanh nhân. Ngành công nghiệp thực thể BFC đang hướng tới một quy mô lớn hơn. Đồng thời, quá trình niêm yết trên sàn Nasdaq cũng đang được tích cực chuẩn bị. Chúng tôi sẽ tham gia vào nhiều dự án ươm tạo vốn mạo hiểm hơn, trở thành nhà lãnh đạo khởi nghiệp toàn cầu. Đồng thời, nó đã được niêm yết thành công trên sàn Nasdaq. BFC là vinh quang của chúng ta, ngôi nhà của chúng ta, huyền thoại của chúng ta. BFC là ngôi nhà mơ ước, sân khấu khởi nghiệp. Hãy tham gia cùng chúng tôi và để giấc mơ của bạn cháy bỏng ở đây. Tinh thần khởi nghiệp nở rộ ở đây. Đây là BFC, một giấc mơ lớn, một sức mạnh không thể ngăn cản. A big round of applause to Vinny Face Club. A big round of applause for yourself. So, 坚持什么？ 我再坚持一个梦。 Tôi đang kiên trì theo đuổi một ước mơ. 因为总有一种坚持。 Bởi vì luôn có một sự kiên trì biến điều không thể thành có thể. 天暗了。 Trời đã tối. 明天黎明仍然会来的。前面。 Trước mắt có ánh sáng, sẽ có hướng đi. Tôi tin rằng nếu tôi có thể chống đỡ được thiên tai, thì có thể chống đỡ được tương lai. Tôi tin tưởng các đồng nghiệp quanh tôi, những người xung quanh, chính là sự kiên trì. Giấc mơ của tôi có thể dùng sự nỗ lực để cho những người khác tin tưởng, theo đuổi tôi, những đối tác cùng nhau chiến đấu trở thành hàng triệu hàng triệu người. Thank you.